Ngọc Châu chắc suất Á hậu tại Miss Universe, một ứng cử viên sáng giá bất ngờ báo tin dữ khiến fan xót xa. Ngày 14 tháng 1 sắp tới, chung kết cuộc thi Miss Universe 2022 sẽ diễn ra tại New Orleans, Mỹ. Vào thời điểm này, các trang sắc đẹp đưa ra rất nhiều bản dự đoán về thứ hạng của thí sinh trong cuộc thi. Mới đây, một chuyên trang sắc đẹp tại Mỹ khiến fan sắc đẹp tại Việt Nam bất ngờ khi đưa ra dự đoán về thứ hạng của Hoa hậu Ngọc Châu. Cụ thể, chuyên trang Avila Nuvera đã dự đoán đại diện của Venezuela sẽ trở thành người kế nhiệm của đương kim Hoa hậu Hana Sanu. Vị trí Á hậu 1 thuộc về người đẹp Thái Lan là Anna Sungam Ayam và Á hậu 2 chính là đại diện của Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu. Kết quả dự đoán này đã khiến nhiều khán giả không thể tin được. Trong bảng xếp hạng, đại diện Colombia chỉ lọt vào top 5, còn đại diện Curacao và Philippines thì trôi xuống top 10 và top 16. Họ là những thí sinh được đánh giá rất cao ngay từ trước khi cuộc thi bắt đầu. Chính vì vậy, khán giả Việt Nam không dám hy vọng quá nhiều vào bảng dự đoán này. Bình luận của netizen, Châu chỉ cần vào được top 10 để mặc dạ hội sải bước cho bằng chị bằng em cũng thấy vui rồi. May mắn top cao được trả lời ứng xử thì vui hơn nữa. Ước thôi mọi người đừng hy vọng quá nhiều rồi kết quả thất vọng quay ra chỉ trích tội nghiệp Châu. Với chất lượng thí sinh quá mạnh như năm nay thì chỉ cần Châu vào được top 10 để diễn dạ hội là đã xuất sắc lắm rồi, không dám mơ top 5 hay Á gì hết. Hy vọng mọi nỗ lực, sự cố gắng, nghị lực vượt lên trong suốt từ những ngày còn nhỏ đến hiện tại, chị Châu sẽ có kết quả xứng đáng tại Miss Universe. Trước đó, trong bản dự đoán của Miss Sociology, đại diện Việt Nam lại không lọt vào top 20 ứng viên nổi bật nhất. Chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng cho rằng đại diện Curacao sẽ giành ngôi vị cao nhất, còn người đẹp Venezuela và Puerto Rico lần lượt là Á hậu 1 và Á hậu 2. Điều khiến khán giả Việt hoang mang chính là việc Ngọc Châu không xuất hiện trong top 20 dù đang giữ phong độ tốt. Tuy nhiên, nhiều fan trấn an cho rằng đây chỉ là bảng xếp hạng dự đoán của một tổ chức, không phải lúc nào cũng chính xác. Vì thế, với những gì đại diện Việt Nam đang thể hiện qua vài ngày nhập cuộc, người hâm mộ vẫn hy vọng vào kết quả chung cuộc. Tất cả chỉ mới là những nhận định chủ quan ban đầu. Miss Universe 2022 còn rất nhiều hoạt động và phần thi sẽ có những thay đổi lớn trong việc đánh giá thí sinh trong thời gian tới. Một điểm đáng chú ý là cuộc thi Miss Universe lần thứ 71 đã đi qua được một nửa chặng đường và đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 1 sắp tới. Tuy nhiên, một vài thí sinh đã không thể tham gia cuộc thi do nhiều lý do khác nhau. Mới đây, Miss Universe China Jian Xichen gây lo lắng khi thông báo vẫn chưa thể đến Mỹ. Cụ thể, Jian Xichen đã thông báo cho người hâm mộ rằng cô tiếp tục phải hủy chuyến bay đến New Orleans, Mỹ do gặp vấn đề về cung cấp thị thực. Người đẹp Trung Quốc cho biết hộ chiếu của cô vẫn đang mắc kẹt tại trung tâm phân phối do đang vào thời gian cao điểm. Cô đã mua vé trước nhưng vẫn phải hủy do chưa nhận được hộ chiếu. Mặc dù gặp khó khăn, nhưng Jian Xichen cho biết cô không bỏ cuộc mà vẫn sẽ cố gắng tham gia cuộc thi cùng các thí sinh khác. Không chỉ riêng Jian Xichen, đã từng có rất nhiều thí sinh gặp trục trặc trong vấn đề xin cấp thị thực. Hiện tại, cô nàng vẫn chưa biết được khi nào sẽ nhận được hộ chiếu để có thể khởi hành sang Mỹ. Trước đó, nàng hậu đã đăng tải ảnh đang chọn những outfit lộng lẫy để tham gia cuộc thi. Trước thông tin này của Jian Xichen, fan sắc đẹp cho rằng cô đã không còn cơ hội để lọt top trong cuộc thi năm nay. Cô đã bỏ lỡ một nửa thời gian, không tham gia các hoạt động với những thí sinh khác nên sẽ không có tư liệu để ban giám khảo đánh giá. Điều này gây tiếc nuối cho nhiều khán giả bởi Jian Xichen từng được coi là ngựa chiến của cuộc thi năm nay khi sở hữu học vấn vô cùng ấn tượng.